Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ tô tượng, và tượng hôm nay của mình sẽ tô là ông đầu trọc. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tô nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tô tượng nha. Hôm nay tượng của mình sẽ là tượng cậu bé. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn tô tượng nha. Tượng hôm nay của mình sẽ là tượng đất. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Sao cái này rửa mà? Rửa? Ừ. Đây là tại cực tốn kém này. Thôi mày ơi đâu, tượng đẹp ta còn không dám tô ấy. Tô sợ nó xấu, mà không tô thì không có sản phẩm. Tô bằng cả lên. Thì đấy. Mấy bên nữa thế nào anh kiếm được bạn ấy? Bảo luôn từ đầu rồi. Mấy con này tô đẹp để đẹp này thôi. Một con này khoảng bao nhiêu? 5 đến triệu, 5 triệu này chỗ. Mua theo lô lốc này rẻ mà. Con này ở ngoài 30. Con này cứ mua cả đống mà không thích mở quầy bán để bỏ lại này. Ê bọn mình nét bọn mình kinh doanh. Ừ lại này. Hợp lý đấy. Tên có tiền để kinh doanh. Ok lần trước mày có đi thi không nhỉ? Không. Không. Nhớ mày đi thi. Không. Vừa hôm qua được nhận thêm tiền này. Cái lần đấy là được giải ba đúng không? Ừ. Thì lại nhận 400. Tới đây nó. Đâu đợt đấy. Hôm qua thế nào? Lớp ta nhiều quá, thế là xong kích bớt. À nhiều quá. Ừ. Kia bắt đi đấy. Đã không có đi rồi bắt đi, cơ mà được nhận 400. Thế nào được giải ba được nhận 400. Xong lần này đã hiểu thế nào lại nhận thêm tiếp 800 nữa. Xưa. Ừ, thấy thầy gửi danh sách những đứa được nhận. Ừ đấy, thầy gửi cho bọn lớp bây giờ muốn rồi chứ bọn tự cao được không? Cái nó cứ thầy chọn không gửi. Thầy chọn chủ nhiệm á? Ừ, không gửi. Không chọn mà trả cho anh đi nè. Tất cơ bản gửi cho bọn không nó gửi được ra mà. Kính thưa xe chuyển viên, em mời nhà phương.
cho nên nó bị sáng. Nó toàn kêu là nó không dậy được, nó toàn kêu phải im. Thằng đấy là nó lười thế. Giờ tính lương theo giờ rồi mà chả chịu đi làm đi nhỉ. Ê, xứng đáng 1 triệu là tự dây thằng này khó là tự dây. Ừ, lương đã tính theo giờ thế rồi thì phải đi làm chứ. Ê, là sao 1 triệu là làm theo giờ này thì 1 triệu luôn. Bây giờ mình sẽ tô phần cằm ở hộ ở tượng màu xanh nha mọi người. Hôm nay mấy giờ cơ? 8 giờ rồi. Mấy giờ về? Đây. Mấy giờ về? 2 giờ. Hôm nay em ở lại 12 giờ nhé. Tôi vừa rồi anh ngủ giờ về rồi. Hôm nay em cũng 12 giờ tại vì chiều em được nghỉ. Hôm nay em được nghỉ học. Chiều. Các bạn ơi, đây nha. Tượng của mình hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Các bạn ơi, tượng của mình đây, tượng của mình đã hoàn thành, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và cho chia sẻ và đăng ký kênh nha. Các bạn ơi, đây là tượng của mình đã hoàn thành nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Đừng bắt xin anh đừng đi, vậy giờ thì em giá như đời làm gì có giá như. Em yêu anh nhiều lắm, nhưng em đâu đào hay. Trong cơn say triền miên anh.